Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại clip của Coi Thứ 97. Mình Coi Thứ 97, chào tất cả mọi người. Hôm nay tới với lại một siêu phẩm, đó siêu phẩm Vua Gư Khi. Có thể là mọi người ở trong kênh YouTube của mình hay theo dõi mình thì cũng có thể biết arc này từ đâu ra rồi. Đó chính là arc trong một clip troll mà mình đã troll giao dịch qua đồ 6S qua đây. Qua arc này mà anh em cứ tưởng là mất đồ 6 sao và PM mình hỏi mất đồ 6 sao tiếc vậy. Nhưng thực ra là mình giao dịch qua arc này đây. Và đây chính là cái arc mà đã làm clip troll hôm đó. Nói chung là có sự tham dự của Vua Gư Khi. Và cái arc này thì không phải là arc của mình, và arc đây là arc mua bán thôi, ok anh em. Và hôm nay mình sẽ cầm arc này và sẽ chiến đấu cùng hai set 6 sao 1800 sức đánh. Liệu sức mạnh của Seiza có ngang tầm với quốc tế hay không? Vậy thì khi Seiza lên sức đánh nó sẽ mạnh cỡ nào nhá. Ok, hôm nay anh em sẽ được thấy sức mạnh của Seiza khi lên sức đánh. Ở bên đệ tử thì mình sẽ mang áo, quần, găng, giày và radar 1800 sức đánh, tức một set 18% sức đánh, ok. Và con đệ thì tới 75k9 sức đánh. Tại do là con đệ sức đánh gốc chỉ mới 17k3 thôi, nên là sức đánh chỉ có 75k9 chứ không 8 mấy k ngon lành rồi. Quá phê rồi. Còn bên sư phụ thì mình sẽ mang hai set. Mình cũng mang một set 18% sức đánh luôn. Và cái găng thì 30% HP, giày 15% sức đánh, giày vải thô, hàng nội địa tự chế rất chi là sốc hàng. Ok, và bây giờ mình sẽ xem tháo giáp luyện tập cấp 1 ra. Rất đáng tiếc là không có giáp luyện tập cấp 3 và không có Bulma. Và mình sẽ phải mang Gindu rất chi là đẹp trai. Ok, mình sẽ tháo giáp luyện tập ra. Sức đánh sẽ là 172k. Mình ăn cuồng nộ vào 227k, khá là trâu. Mình ăn bổ huyết vào luôn. Ok, 2.2 HP và ăn giáp sen vào luôn nhá. Ok, nói chung là khá là trâu rồi. Bây giờ mình sẽ đi chiến ngọc rồng 5 mech nào. Bây giờ mình sẽ tới ngay viên 1 sao. Anh em sẽ thấy sức mạnh của Seiza khi lên set sức 2 set 6 sao 1800 sức đánh là gì. Ok anh em. No, mình đang bị bem súp mặt lờ rồi anh em ơi. Có lẽ như thằng thanh niên là một trái đất. Và HP của mình đang bị kiềm chế. 6 giây. Hồi đậu lên. Úi dồi, thanh niên trưởng à. Có tí xíu máu đánh hoài không chết anh em ạ. Thanh niên chạy luôn rồi. Mình sẽ gồng đầy cây và sẽ cho thanh niên nó một bài học. Như thế nào gọi là cướp ngọc rồng Nam Ếch nha. Được rồi, tới ngay đây em yêu ơi. Anh tới với em đây. Một trưởng nè. Rồi một đánh thường, 1 triệu HP một đánh, quá phê anh em ạ. Đúng là xây ra lên sức đánh bá đạo thật chứ. Oh my god. Oh my, chúa ơi, mình vừa cướp viên ngọc rồng thì mình lỡ tay ấn và nó qua khu mất rồi. Thanh niên kia có hồi sinh lại không để lượm viên ngọc rồng không? Nó không hồi sinh lại, vậy thì viên ngọc rồng này sẽ là viên của mình. Đây rồi, lượm đấy anh em ơi, bây giờ kick super thôi. Kick super, phá super chơi, phá super chơi anh em ơi. Wow, quá phê lợi, super mày. 3k HP, tôi sợ mày mày. Bây giờ mình sẽ chỉnh nổ và nổ cho cái con này chết cha nó đi anh em nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chơi với nó này. Mình nổ này anh em. Rồi ok, lên nóc nhà đi Broly 26 ơi. Mày lên bảng này. Rồi thanh niên Piccolo anh ta đã bật khiêng. Và anh ta nát khiêng rồi. Bây giờ thì một cú là anh ta lên bảng rồi. Một trưởng lên tăng ca rồi. 742k, quá mạnh, chưa biến khỉ nhá. Bây giờ mình sẽ thử biến khỉ lên thử coi bao nhiêu sức đánh. 227k. Mình sẽ biến khỉ lên. Vậy là 248k sức đánh, quá trâu. Giờ mình sẽ đi tàn phá chỗ này. Đệ tử mình giết hết nha anh em. Rồi, ok, quá phê anh em ạ. 3.4 triệu HP, 248k sức đánh, chí mạng 110%. Bây giờ mình sẽ qua đảo Guru để quẩy nhá. Rồi, ok anh em. Mình đã có mặt tại đảo Guru rồi đây. Ok, anh ta lên bảng rồi. Và bây giờ là yêu tóc. Thanh niên, một thanh niên trái đất à. À xây ra thì chuyển qua. Ra đây anh cân tất. À, anh em cùng nhau ngắm lại đồ của Arc Vua Gư Khi nhá. Nói chung là đệ mang một set 18% sức đánh, rất chi là VIP. Và bên sư phụ cũng mang một set 18% sức đánh, chỉ có cái găng và cái giày. Giày 15% sức đánh và cái găng 30% HP. Mang theo con tiểu đội trưởng Gindu, rất chi là đẹp trai. Giờ mình sẽ tách ra thử coi nó đẹp trai cỡ nào nhá anh em. Nhìn rất chi là máu lửa nha anh em. Rồi, nhìn hình như con khỉ. Đúng rồi, con khỉ thì nó chưa ấy được. Bây giờ mình sẽ tàn phá cái chỗ này. Mình sẽ tàn phá 1 triệu HP, một đấm 1 triệu HP anh em ạ. Đó, chưa hợp thể lại nha, hợp thể lại là có biến đấy. Bây giờ mình sẽ hợp thể lại cho anh em, đánh cho anh em coi này. Thử coi một đá bao nhiêu HP nhá. Rồi, thanh niên này lại đây. Lại đây, 1.2 triệu HP, 1 triệu HP, quá trâu đi anh em ơi. Quá trâu đi, đánh quá đã luôn. Đúng là biến khỉ lên đánh súp mặt lờ. Mấy thanh niên đang update lên bảng hết. 1 triệu HP. Mình sẽ trưởng thử phá từ coi. Úi dồi ôi, thanh niên trói lại rất chi là nhanh. Thanh niên phải nói rằng ra đích. Ờ không, thanh niên gì đây? Thanh niên nào, anh ta đã trói lại rồi.
anh ta chạy rồi, ra đi không ba anh ta ăn một cú chưởng 1.700.000 HP và anh ta lên bảng ngay tức thì. Có mặt một siêu nam ếch đây, một thanh niên xây ra, anh ta vừa qua 2.000.000 HP, quá phê. Rookie anh ta ăn 2.000.000 HP, và thanh niên trai đã tiếp tục là 2.500.000 HP, quá dư anh em ạ, quá phê. Nam ếch này tiếp tục lại không nát khiêng này, lên bảng hết rồi anh em ơi. Có vẻ như mình tàn khá, mình tàn phá kinh quá anh em ạ. Giờ mình sẽ qua khu lượm vàng này đã. Một thanh niên nam ấy có mặt, tôi cùi bắp có mặt, 2.200.000 HP một hit, tôi cùi bắp lên bảng, quá trâu. Tôi cùi bắp nhìn phải choáng luôn, này thì đúng là cùi bắp luôn rồi. Gặp khi gặp một xây ra quá mạnh như thế này, lên đồ sức đánh quá trâu, quá nguy hiểm. 227k sức đánh, phải nói rằng không kinh, nhưng mà xây ra mà lên sức đánh thì không kinh bằng sức đánh của ốc tiêu, với lại không kinh bằng sức đánh của alo alo, nhưng mà đánh rất là kinh khủng. Có thể nói rằng solo ngang tầm, ngang ngửa với alo và ốc tiêu 957, chứ không kém phần, không kém cạnh đâu. Chỉ qua là chưa có dám lên tập cấp 3 thôi. Thanh niên nam anh 8 năm anh ta lại hồi sinh rồi, lại lên bảng. Rất chi là tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ mình sẽ qua map nha anh em. Ô cha cốt, anh ta lên bảng là một cú đánh 437k, đánh quá ảo anh em ạ. Lúc đánh 900, lúc đánh 700. Vua vừa kê BK ra đi, anh ta cực kỳ trói, cực kỳ nhanh luôn. Và ngay lập tức thanh niên Hải Bro anh ta liên tục tấn công vào mình, và mình có hy sinh hay không? 2.200.000 HP liệu có hy sinh hay không đây? Có vẻ như lượng đam đến từ Hải Bro là quá bé. Và bây giờ ra đích anh ta đã đang trói mình, và ngay lập tức mình tung ra một cú nổ liên hoàn, cú nổ thần thánh của xây ra, cú nổ thần thánh của xây ra đây anh em ơi. Rồi ơi, lag rồi anh em ơi, lag rồi, nổ bùm, không ăn thua. Hình như bị lag rồi anh em ạ, hình như bị lag rồi. 1.500.000 HP một trưởng. Vua BK cùi, anh ta đang chạy trốn rồi. Anh ta chạy trốn, mình sẽ giết thằng này, hồi nãy đã tấn công mình. Anh ta lên bảng, một cú trưởng 1.600.000 HP chưa biến khỉ, quá trâu bò, quá phê anh em ạ. Khi xây, đây là khi xây ra lên 2 set 1.800.000 sức đánh đây. GH anh ta lại lên bảng rồi, mình đang tàn phá quá kinh điển. Một thanh niên xây ra vừa chạy qua, tuy nhiên mình không muốn giết nó nữa. Bắn đậu cho anh ta lên bảng luôn, 1.813.000. Và mình quên chưa nói cái nội tại của Eak này là Atomic 8% sát thương, thì cực kỳ trâu luôn. Trưởng rất là chi là trâu, 700k, Gokuson anh ta lại lên bảng trước một cú trưởng 900k trưởng chưa crit nha anh em. Xem này, Gotenkit anh ta có mặt rồi. Anh ta mang một cái cải trang, phải nói rằng cái cải trang giác côn, anh ta có khả năng tàng hình. Gotenkit anh ta đang tấn công vào mặt mình, một cú laser được tạo ra, có vẻ như không ăn thua. Lượng đam đến từ Gotenkit và một siêu Namex thì quá bé. Vua khi vẫn đang tồn tại lại, và mình đang cố gắng chịu đựng, chỉ còn 853k HP thôi. Và mình sẽ đánh cái thanh niên mà đã trói mình trước, và mình sẽ xử luôn hai thằng này trong chốc lát. Một trưởng và anh ta đã chạy mất rồi. Anh em tờ nào cũng chạy luôn rồi. Mình sẽ gồng lên cho đầy HP và tiếp tục đi chiến đấu, lên 2.200.000 HP và tiếp tục đi chiến đấu. Mấy thanh niên chạy hết rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ qua nhá, tiếp tục nào, trẻ không tha già không ưa, tiếp tục nào. Thanh niên nào đây, siêu nam ấy cả, lên bảng luôn, một đánh 1.000.000 HP anh em ạ. Đánh thường 1.000.000 HP, đánh 1.000.000 HP crit, quá tê lòi, trời ơi, quá phê luôn. Công nhận xây ra lên sức đánh lần đầu tiên mà mình cầm một ạc xây ra lên hai xe sức đánh như thế này, nhưng mà chỉ qua cái xác ạc, chưa có hai con bùn ma, chưa có giáp luyện tập cấp 3 thôi. Nếu như mà có giáp luyện tập cấp 3 thì có thêm con bùn ma cho sư phụ mang thì phải nói rằng rất chi là bá đạo. Mình mang găng thần cho nó oai, chứ thực ra là mình có găng 5.900.000, 1.800.000 sức đánh cũng rất chi là mạnh. Một thanh niên kêu mình tha đi. Được rồi, bây giờ mình sẽ qua làng Mori mình quẩy nhá. Được rồi, thanh niên ở đây, Lee Sin à, một cú trưởng anh ta lên bảng luôn, vợ căng ngốc thần cấp 2 à. Một cú trưởng 1.800.000 HP, quá dữ anh em ạ. Một cú choáng tạo ra từ 0977382, anh ta đăng ký bằng số điện thoại. Quá dữ đi. Anh ta đang đánh mình kìa, một cú trưởng anh ta có choáng lại rồi. Anh ta có thôi miên và anh ta làm gì đây? Anh ta chạy rồi. Mày chạy hả mày? Lên tăng K rồi. Một cú 600k đánh quá ảo anh em. Bây giờ mình sẽ biến khỉ và mình sẽ qua khu 1, khu 0 gì đó, mình sẽ cho anh em biết thế nào gọi là sức mạnh của 2 xe 6 sao 1.800.000 sức đánh nha anh em. Giờ này, ồ lắc rồi anh em ơi, lắc rồi anh em ơi,
Chán quá anh em ạ, hồi nãy nó bị lắc và nó bị out và mình làm mình mất con khỉ rồi, bây giờ mình sẽ chiến đấu lại nhá. Chán quá anh em ạ, game Ngọc Rồng nó thấy đấy, mỗi lần mà biến khỉ đồ nổ đồ hay lag, chán quá, dạo này game làm ăn không biết như thế nào. Tung ra một cú nổ không biết Ngọc Rồng có rơi đã không, có rơi đã không, rơi ra rồi anh em ơi, lượm thôi. AD Dương anh ta chuẩn bị lượm mà. Rất đáng tiếc viên này là viên của mình và mình sẽ tàn phá khu vực nơi này. Đinh Bang anh ta đang tấn công mình, một cú trói tạo ra từ AD hưởng Đinh Bang QT anh ta đang tấn công mình đây. Và mình muốn trả đòn lắm chưa, mình muốn trả đòn lắm. Tuy nhiên thì pha trả đòn từ phía mình chưa được thuận lợi cho lắm. Mình sẽ tiếp tục để như vậy và quyết định không tách đệ ra. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đang bị tấn công bởi một đàn. Phải nói rằng một cú laser được tạo ra từ một thanh niên mang drag có chết không? Tụt đi một khúc HP phải nói rằng khá là rộng. Bây giờ mình đang cố gắng giành lại viên ngọc rồng từ chính tay mình đây. Mình sẽ đánh một cú, mình sẽ đánh mi anh ta một chưởng. Đinh Bang anh ta chưa lên bảng nữa rồi và mình tiếp tục đang phải chịu ảnh hưởng sức đánh từ Đinh Bang. Một thanh niên Đinh Bang này, một cú trói được tạo ra từ thanh niên nào đây? Có vẻ như thanh niên Đinh Bang anh ta chỉ đứng trói thôi và hiệu ứng của anh ta chỉ như là vô dụng. Và tí nữa mình sẽ lâm ngọc rồng và mình sẽ tung ra một cú nổ, một cú nổ thần thánh của Seiya, được mệnh danh là boss đây anh em ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ ăn item rồi nhá. Anh em chuẩn bị hóng cú nổ thần thánh của mình và tất cả mọi người đây sẽ lên bảng dưới cú nổ đó. Tuy một cú nổ không được mạnh, Piccolo xem này, nát khiêng này, mình trưởng nát khiêng, mình nói là mình làm được đó, nát khiêng là nát khiêng. Trướng một siêu phẩm xảy ra lên sức đánh như thế này, X-Bro anh ta choáng lại rồi. Và anh ta tính làm gì với trên tay cầm một viên ngọc rồng đây? Có vẻ như anh ta rất chi là yếu đuối, có vẻ anh ta không giữ viên ngọc rồng được lâu đâu. Mình đang cố gắng hồi khỉ lại, mình sẽ quẩy rất chi là nhiệt tình. Đinh Bang anh ta đang tiến qua viên ngọc rồng và thanh niên cầm viên ngọc rồng anh ta đang chạy trốn rồi. Anh ta chạy trốn vào một góc tường nhà, có thể nói anh ta tính chạy rồi. Một cú chưởng, một cú đánh thường, anh ta lên bảng 900k HP. Và mình người tiếp người lượm ngọc rồng tiếp tục là vua yêu khi và một cú nổ được tạo ra. Ai sẽ là người lên bảng? Tất cả sẽ lên bảng rồi anh em ơi. Đinh Bang anh ta không lên bảng thì phải, Đinh Bang anh ta không lên bảng, anh ta cũng phải lên bảng thôi. AD hưởng anh ta tính trói lại à, anh ta tính trói lại à. Một cú đánh 972k, anh ta đang kinh ngạc trước sức đánh của vua yêu khi. Và tiếp tục là AD hưởng một cú trường, một cú trói và một cú thôi miên đang làm vua khi đứng lại, và một cân bốn đang diễn ra. Một cân hai, AD hưởng với lại Đinh Bang anh ta đang hội đồng mình. AD hưởng anh ta đứng từ xa trói, tuy nhiên thì không ăn thua rồi. Lượng đam đến từ Đinh Bang là quá bé đi. À, Đinh Bang anh ta mình đang bị trói nhưng mà anh ta tiến lại gần mình cũng mất rất chi là khớ máu. Anh ta đã ra đi rồi, chỉ còn AD hưởng anh ta đang trói thôi. X-Bro anh ta có mặt luôn, X-Bro anh ta cũng lên bảng rồi. Mình vừa bị trói mà mình vẫn đánh được anh em, mình vẫn đánh được, vừa bị trói mà vẫn đánh được. Gồng lên nào, không được rồi, hình như mình đã lên tăng ca. Mình sẽ giết thằng AD hưởng này trước. Thằng AD hưởng này có vẻ như nó có ngọc hồi sinh à, có ngọc hồi sinh, có ngọc hồi sinh. Anh ta lại trói lại rồi, quá khôn ranh. Phải nói rằng cú trói của anh ta hồi rất là nhanh, rất nhiều Namex đang hội đồng mình. Đinh Bang cũng có mặt, có vẻ như cầm viên ngọc rồng ra khỏi đây là một định lý muôn thuở đấy anh em ạ. Rất chi là khó khăn, một khu phải nói rằng tới 8 đến 10 người, rất chi là trâu bò. Sâu quá đi, anh ta lượm ngọc rồng rồi, lại lên bảng. Và người lượm ngọc rồng hôm nay không ai khác, đó chính là vua Gưu Khi. Và AD hưởng anh ta lên bảng rồi, Piccolo anh ta lên bảng, mình sẽ giết Piccolo không cho hồi sinh. Và ngay lập tức Tommy, Tomomi anh ta trói lại rồi. Và tiếp tục Đinh Bang và AD hưởng hồi sinh và tấn công vào người mình. Có vẻ như định lý muôn thuở đấy anh em ơi, chạy thôi, chạy thôi anh em ơi. Có vẻ như mình đang bị tấn công bất ngờ, một cú trói mít đến từ thanh niên AD hưởng. Và AD hưởng anh ta đang tấn công mình, một cú choáng, một cú thôi miên. Và những thanh niên nam anh ta đang tấn công mình, mình đang cố gắng bỏ chạy. Tuy nhiên thì mình dần lần giờ mà mình sẽ không bỏ chạy nữa, mình sẽ chơi với tụi này luôn anh em ạ. Mình sẽ cho anh em thấy cú nổ của Seiya nó như thế nào. Mình sẽ chơi với tụi này luôn, không ngán đây anh em ơi. Cú nổ thần thánh là đây, một cú nổ được tạo ra từ vua Gư Khi và tất cả đã lên tăng ca. Và bây giờ việc dọn dẹp khu này cứ để mình, anh em cứ để mình nát khiêng rồi anh em ơi. Khiêng 7, khiêng 8 thì nát hết. AD hưởng anh ta 1.8 HP nhưng mà chỉ một trưởng thôi. Và khu này mình đang giành lợi thế rồi. Có vẻ như không có ai hồi sinh, mẹ 17 anh ta có hồi sinh lại không?
À, Đinh Bang anh ta hồi sinh rồi anh em ơi, một cú trường Đinh Bang anh ta lên bảng rồi. Có vẻ như lợi thế đang dành cho mình. AD Hưởng anh ta có mặt và anh ta có kịp trói không? Một cú trường anh ta lại lên bảng trước 2 triệu HP một cú như vậy. Đinh Bang xx thắng anh ta biến khỉ rồi. Xx thắng anh ta biến khỉ, 1 triệu HP biến khỉ anh ta lên bảng. Tiếp tục mình đang tàn phá cái khu này đây. Vì quá bực mình, thanh niên Đinh Bang và AD Hưởng đâu rồi? Hồi sinh lên hết tay anh chấp. Một cú choáng tạo ra và Đinh Bang anh ta lại trói lại hay sao? Mình sẽ giết thằng AD Hưởng trước. Một cú trường Đinh Hưởng lên bảng. Cái này là Đinh anh em Tuấn Tú anh em ạ. AD Hưởng và Đinh Bang là anh em Tuấn Tú và đang mình chính là người phán xử, mình sẽ xử hai đứa tụi này. Anh em sẽ xem mình sẽ xử hai đứa tụi này. Oh my god, cứu mình. Xem mình đang cố gắng quẩy quẩy nhưng mà không ăn thua. Trước sự tấn công của hơn 10 lượt đam. Chạy thôi anh em ơi, chạy thôi, chạy được rồi anh em ạ. Ui ôi, thoát chết khỏi 10 thằng thì không phải là đơn giản. Hiện tại thì ở bên này đang rất là đông. Khỉ con anh ta có mặt, anh ta nát khiêng rồi, trái đất nhưng mà nát khiêng rồi. Lên bảng luôn, anh ta vừa mới trói xong anh ta ngay lập tức lên bảng luôn. Phải nói khỉ quẩy quá phê. Mình tiếp tục gồng lên nào. Hai xây ra đang tấn công vào người mình vợ. Mình tiếp tục khạc đờm một phát 2 triệu HP. Và tiếp tục khạc đờm một phát. Không được rồi, có vẻ như không ổn rồi. Kích thích anh ta chưa biết sức mạnh của mình thì phải. Một cú trường anh ta có lên bảng không? Có lên bảng không? Anh ta có lên bảng không đây? Anh ta lên bảng rồi và ngay lập tức mình sẽ lượm viên ngọc rồng. Và đây chính là cú nổ kết thúc clip. Cú nổ kết thúc clip là đây. 3, 2, 1, bùm. Tất cả lên bảng rồi. Và người chiến thắng đó chính là Vua Gư Khi. Anh ta vừa tung ra một cú nổ để mang về cho vinh danh đất tộc. Vụ phán xử đã xong. Anh em nhà Tuấn Tú đã bị ra đi nơi tìm đường cứu quốc. Nói chung hôm nay mình làm 2 set 18 trang sức đánh thì cũng khá là ok. Xảy ra đánh nhau rất là phê anh em ạ. Trưởng thấm lắm, trưởng phát ra biến khỉ, trưởng phát 2 triệu cơ. Quá tê lời, anh em phải nói là quá tê lời. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ những clip xảy ra mình 8% sức đánh như thế này. Ok, bye anh em.